Vì sao cổ nhân nói, con gái giống cha, giàu ba họ, con trai giống mẹ, khổ ba đời? Con trai giống mẹ có thực sự khổ ba đời hay không? Và hàm ý câu nói trên là như thế nào? Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ trên kênh Cổ học Tinh Hoa. Quý vị thân mến, trí tuệ qua lời ăn tiếng nói, những câu thành ngữ, tục ngữ về đạo lý sống được quan sát đúc kết trong quá trình sinh sống bao đời của người xưa như là những viên ngọc quý trải khắp dân gian. Cha mẹ nào cũng mong con mình sau này lớn lên thành tài, có phúc báo. Nên khi sinh con, người xưa hay quan sát tướng mạo của con để phán đoán cơ bản về sự nghiệp, phát triển tài vận sau này của trẻ. Trong số đó có câu, con trai giống mẹ, tường xây gạch vàng, con gái giống lão tù mà khoác áo già. Câu này có ý nghĩa như thế nào? Tại sao người xưa lại nói như vậy? Sau đây chúng ta cùng nghiên cứu và tìm hiểu nhé. Thứ nhất, chúng ta sẽ đến với nửa câu đầu tiên là con trai giống mẹ, tường xây gạch vàng. Nguyên văn câu này là Nhi tử tượng nương, kim chuyên thế tượng, có nghĩa là con trai giống mẹ, tường xây gạch vàng. Nửa đầu câu nói này có ý tứ là nếu nhà nào sinh được con trai giống như mẹ thì quý như tường xây bằng gạch vàng. Sau này lớn lên, công thành danh toại, trở thành người có ích đối với đất nước và xã hội. Đó là điều may mắn, đáng để chúng ta chúc mừng. Con trai giống mẹ ở đây không chỉ đề cập đến ngoại hình tướng mạo giống nhau, mà quan trọng hơn còn là đề cập đến những yếu tố di truyền. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, di truyền của mẹ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, tức là chỉ số IQ của con trai gấp 3 lần của bố. Nếu một người mẹ thông minh thì chỉ số thông minh của con trai thường có sự tiến hóa lớn hơn và sẽ thông minh hơn. Con trai giống mẹ, tường xây bằng gạch vàng. Điều này còn hợp với đạo lý âm dương giao hòa. Bởi vì người mẹ tượng trưng cho âm thì cha tượng trưng cho dương. Con nối theo mẹ, con trai giống mẹ nói đến tính cách con sẽ mềm mỏng, đối nhân xử thế hài hòa, cương nhu tương tế. Nên sự nghiệp sau này dễ thành công suôn sẻ, trở thành người công danh phú quý và lương thiện. Con trai giống mẹ, tường xây gạch vàng còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Từ góc độ đạo đức thời xưa, các bà mẹ dạy con tại gia, chú trọng tu dưỡng đạo đức, lời nói. Và việc làm của mẹ sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đến con trai về tu dưỡng đức tính khiêm tốn, lễ phép, kính giả yêu trẻ, nhân ái, chịu thương chịu khó, vân vân. Người con trai có tính cách này sẽ luôn giữ được tấm lòng nhân ái khi đối nhân xử thế với người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó nên ai cũng quý mến. Vì vậy, khiến cho cuộc sống của người này luôn tươi sáng, cả đời hạnh phúc. Tiếp theo là nửa vế câu còn lại, con gái giống lão tử mà khoác áo già. Nguyên văn câu này là nữ nhi tượng lão tử, phiên xuyên bỉ áo tử. Nửa sau câu nói này có nghĩa là con gái giống lão tử mà khoác áo già. Nó có ý tứ là nếu con gái giống cha thì nhìn chung sẽ có tính cách mạnh mẽ, dám chịu trách nhiệm, hiếu thảo, tuân thủ các quy tắc, là một người vợ, người mẹ tốt chăm lo cho gia đình, kính trọng người già, yêu trẻ, chăm lo cho cuộc sống gia đình, trong tương lai cuộc sống sẽ hạnh phúc. Người ta cho rằng kiếp trước con gái là người tình của cha nên cha sẽ yêu thương con gái nhiều hơn. Trong xã hội cổ đại, nếu con gái giống cha về ngoại hình và tính cách thì có nghĩa là vận mệnh tương lai của người phụ nữ đó sẽ tốt hơn. Áo da dùng khoác lên người để chống rét, giữ ấm cho cơ thể, nên ở đây có ý nói là có lòng hiếu thảo với cha mẹ, kính già yêu trẻ, chăm sóc con cái. Điều này có liên quan đến một tích truyện như sau. Thuở xa xưa, có một anh chàng nọ muốn làm việc thiện tích đức, tu thân thành Phật, để mong thoát khỏi vòng xoáy của luân hồi, thoát khỏi sự ràng buộc của sự sống và cái chết. Anh liền rời xa quê hương lên đường cầu đạo. Được sự chỉ đạo của các thiền sư, anh rất chăm chỉ tu tập nhưng mãi vẫn không tinh tấn, khó thành tựu viên mãn. Cuối cùng một ngày nọ, anh nằm mộng được một vị cao tăng đắc đạo chỉ cho rằng anh phải tìm được một vị Phật mặc áo da để thỉnh pháp thì lúc đó anh sẽ được thành chính quả. Vì vậy, sau đó anh ta đã vượt qua hàng ngàn ngọn núi con sông để tìm vị Phật được cao tăng đắc đạo báo mộng. Mặc dù có chút hoài nghi, làm sao có người như vậy trên đời, nhưng vì muốn thành chính quả, anh đã gạt đi nỗi hoài nghi,
và tiếp tục cuộc hành trình tìm vị Phật trong mộng của mình. Cho đến một ngày mùa đông, tuyết rơi dày đặc, trời lạnh thấu xương, anh chợt nhớ về cảnh tượng được sưởi ấm từ bếp lửa khi anh còn ở bên cạnh cha mẹ. Nỗi nhớ nhà da diết khiến anh từ bỏ ý định tu hành và quyết định tìm đường trở về quê hương. Vào một đêm tăm tối gió sương, suốt một tháng trời vất vả trên đường trở về nhà, cuối cùng anh cũng loạn choạng đến được trước cửa, chan chứa nước mắt và gọi: "Cha, mẹ, con của cha mẹ đã về rồi, hãy mở cửa cho con vào, bên ngoài giá lạnh quá." Người cha nghe thấy tiếng gọi của con trai trong giấc ngủ, tâm hồn chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy ra mở cửa, vừa chạy vừa mặc áo khoác da và đi giày. Khi ông mở cửa ra, người con trai nhìn thấy cha mình mặc áo khoác da, đi giày ngực đứng trong gió lạnh, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói: "Con trai, cuối cùng con đã trở về." Bất giác lúc này, người con trai chợt ngộ ra rằng Đức Phật mà vị cao tăng đắc đạo trong giấc mộng muốn anh đi tìm gặp đó chính là cha mẹ của anh. Anh lập tức quỳ lại xuống đất lễ cha. Người xưa nói: "Bách thiện hiếu vi tiên, trong trăm việc thiện thì việc hiếu thảo là việc đứng đầu." Trong kinh Hạnh Phúc và Nhẫn Nhục, Đức Phật giảng rằng phụng dưỡng mẹ cha là vận may tối thượng, cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Hiếu với cha mẹ là thiện với Phật. Vì vậy, áo da chống rét là hình ảnh ý nói Phận làm con, hãy luôn tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. Con gái như Lão Tử mà khoác áo da, ý nói rằng người con gái giống như Lão Tử thường tài đức vẹn toàn. Con gái giống cha thường là người có thể san sẻ nỗi lo cùng cha mẹ, chịu thương chịu khó, cần kiệm. Sau này lấy chồng sẽ là một người vợ tốt, người mẹ đảm đang, lương thiện, yêu thương con cái và hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Kết luận lại câu nói của người xưa là con trai giống mẹ, tường xây gạch vàng, con gái giống Lão Tử mà khoác áo da. Có thể nói rằng điều này được nhấn mạnh vào mong ước của người xưa là các thế hệ sau cần phải kế thừa những truyền thống đạo đức tốt đẹp, tiếp nối và phát huy những đức tính tốt của những người đi trước, nhắc nhở con cháu đời sau tu dưỡng tâm tính lương thiện, tự lực tự cường và trở nên mạnh mẽ hơn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con trai giống mẹ và con gái giống cha sẽ có phúc khí cao quý, không lo thiếu cơm ăn áo mặc, sống một đời hạnh phúc, an yên. Thưa quý vị và các bạn, trong dân gian còn lưu truyền một câu mà mọi người cũng thường nói đến nhưng có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại với câu con trai giống mẹ, tương xây gạch vàng, con gái giống Lão Tử mà khoác áo da. Đó là câu con gái giống cha, giàu ba họ, con trai giống mẹ, khổ ba đời. Ở đây ta có thể thấy nửa ý đầu, con gái giống cha giàu ba họ có ý nghĩa tương tự với câu con gái giống Lão Tử mà khoác áo da mà ta đã phân tích ở trên. Nhưng vế còn lại có ý nghĩa khác hẳn nhau. Một câu nói là con trai giống mẹ thì tường xây gạch vàng, ý chỉ con trai giống mẹ giàu sang phú quý. Còn một câu lại nói rằng con trai giống mẹ khổ ba đời. Tại sao lại có sự mâu thuẫn trong kinh nghiệm dân gian của hai câu nói này? Kỳ thực về góc độ tổng quát thì hai câu này cũng có ý tương tự mà thôi. Tức là con trai giống mẹ sẽ có tính cách ôn nhu, âm dương hòa hợp, đối nhân xử thế mềm mỏng nên dễ được lòng người. Do vậy mà sự nghiệp hanh thông phát triển. Sự khác nhau ở đây có lẽ chỉ là yếu tố di truyền mà người xưa quan sát, sau này được lý giải bởi khoa học như sau. Với trường hợp con trai giống mẹ khổ ba đời, các nhà di truyền học gọi đây là lời nguyền của mẹ. Họ chỉ ra rằng một số gen lặn có thể gây nên các vấn đề liên quan tới sức khỏe ở nam giới. So với nữ giới, phái mạnh thường yếu hơn, có tuổi thọ ngắn hơn. Theo thống kê dựa trên dữ liệu của Eurostat, tức là văn phòng thống kê của Liên minh châu Âu, phụ nữ có tuổi thọ trung bình cao hơn đàn ông tới 5,5 năm. Một nghiên cứu khác của Đại học Otago, New Zealand thực hiện trên ruồi giấm và cá, cho thấy đột biến gen ADN chỉ có hại khi truyền từ mẹ sang con trai. Các gen gọi là gen tạo phản không xuất hiện ở phái nữ. Với các đột biến trên ADN nam giới, có thể sẽ gặp nhiều vấn đề về não bộ, tim mạch hay thần kinh cơ bắp. Có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân mà dân gian hình thành câu nói trên, tức là câu nói con trai giống mẹ, khổ ba đời. Người ta nói con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Gương có sáng thì người soi mới thấy rõ. Nếu không có sự giáo dục tốt từ cha mẹ, chưa nói đến chuyện thành công mà thành nhân chắc cũng khó. Bởi thế, suy cho cùng trai hay gái, con nào cũng vậy thôi.
Muốn con sau này thành người tài đức vẹn toàn, thì trước tiên cha mẹ phải là những người mẫu mực, là tấm gương sáng để cho các con noi theo. Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm dân gian được cổ nhân đúc kết trải qua bao đời tồn tại và phát triển. Những kinh nghiệm đó có thể có sự thiếu hụt đi việc chính sách trong từng thời đại, nhưng về sự kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống, đạo đức tốt đẹp như lòng nhân ái, lương thiện, hiếu thuận, tôn kính bề trên, nhu hòa trong đối nhân xử thế, giữa người với người thì luôn là giá trị vĩnh cửu, trường tồn mãi mãi với thời gian. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi bài viết này. Hãy đăng ký và thường xuyên ghé thăm kênh Cổ Học Tinh Hoa để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.